Xin chào tất cả các em học sinh. Các em đang theo dõi bài giảng môn tập làm văn lớp 5. Cô là cô Hoàng Phương Khánh, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, để giúp các em biết cách quan sát cũng như lập được dàn ý cho bài văn tả cảnh sông nước, tiết học ngày hôm nay cô cho mình cùng tìm hiểu bài tập làm văn, luyện tập tả cả cảnh. Bây giờ, Cô mời các em chúng ta cùng mở sách giáo khoa trang 62. Các em học sinh thân mến, thường thì chúng ta hay tưởng là biển chỉ có màu xanh phải không nào? Nhưng theo nhà văn Vũ Tú Nam thì màu sắc của biển sẽ thay đổi theo sắc mây trời. Vậy màu sắc đó thay đổi như thế nào? Bây giờ cô và các em sẽ cùng đi vào tìm hiểu bài tập số 1. Bài 1 Đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Tận văn A Biển luôn thay đổi màu, tùy theo sắc mây trời. Trời xanh thẳm, biển cũng thẳm xanh. Như dâng cao lên, chắc nịch. Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề trời ầm ầm giông gió biển đục ngầu giận dữ như một con người biết buồn vui biển lúc tẻ nhạt lạnh lùng lúc sôi nổi hả hê lúc đăm chiêu gắt gỏng theo vũ tú nam Các em vừa lắng nghe cô đọc đoạn văn, cũng như theo dõi đoạn văn trong sách giáo khoa. Bây giờ cô mời các em đọc thầm lại một lần nữa và cho cô biết đoạn văn tả đặc điểm gì của biển chúng ta hãy tạm dừng bài giảng của cô và suy nghĩ câu trả lời kem nhé kem đã có câu trả lời chưa nào sau đây xin mời các em cùng xem đáp án của cô đoạn văn tả về sự thay đổi màu sắc của mặt biển theo sắc mây trời vậy màu sắc của mặt biển thay đổi theo sắc mây trời như thế nào bây giờ cô mời các em chúng ta cùng quan sát một số hình ảnh sau đây khi bầu trời xanh thẳm biển cũng thẳm xanh khi bầu trời rải mây trắng nhạt biển mơ màng Khi trời âm u, biển xám xịt, nặng nề. Khi trời ầm ầm dông gió, biển đục ngầu, giận dữ. Kem hãy quan sát đoạn văn và cho cô biết. Để tả đặc điểm đó, tác giả đã quan sát những gì và vào những thời điểm nào? Chúng ta cùng suy nghĩ trả lời câu hỏi này cho cô Kem nhé. câu trả lời của các em là gì và sau đây là câu trả lời của cô tác giả đã quan sát bầu trời quan sát mặt biển và tác giả quan sát vào những thời điểm khác nhau những bạn nào có câu trả lời giống như câu trả lời của cô cô khen các bạn bây giờ các em hãy dựa vào đoạn văn và cho cô biết khi quan sát biển, tác giả đã có những liên tưởng thú vị như thế nào? Các em hãy tạm dừng bài giảng và suy nghĩ câu trả lời cho cô nhé. Câu trả lời của các em đã có rồi. Sau đây cô mời các em, chúng ta cùng quan sát đáp án của cô. Khi quan sát biển, tác giả đã có những liên tưởng thú vị là biển cũng như con người cũng biết buồn vui lúc lạnh lùng lúc sôi nổi hà hê lúc đăm chiêu gắt gỏng như vậy nhà văn đã liên tưởng rất thú vị về biển ke mạ vậy sự liên tưởng này có tác dụng gì cô mời các em cùng suy nghĩ câu trả lời nào à sự liên tưởng này có tác dụng giúp cho biển trở nên gần gũi với con người hơn ke mạ cô khen tất cả những bạn có cùng câu trả lời với câu trả lời của cô khem nhé như vậy nhà văn vũ tú nam khi quan sát biển đã đưa ra những liên tưởng vô cùng thú vị và những câu văn giúp cho biển trở nên gần gũi với con người hơn khi miêu tả về biển thì nhà văn viết như vậy vậy thì khi miêu tả về con kênh nhà văn đàn giỏi đã viết như thế nào cô và các em chúng ta tiếp tục tìm hiểu qua đoạn văn thứ hai đoạn văn b con kênh này có tên là kênh mặt trời nơi đây suốt ngày ánh nắng rừng rực đổ lửa xuống mặt đất bốn phía chân trời chống huếch chống hoác từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn không kiếm đâu ra một bóng cây để tránh nắng buổi sáng con kênh còn phơn phớt màu đào giữa trưa bỗng hóa ra một dòng thủy ngân cuồn cuộn lóa mắt rồi dần dần biến thành một con suối lửa lúc trời chiều có lẽ bởi vậy mà nó được gọi là kênh mặt trời theo đoàn giỏi em thân mến con kênh là khái niệm để chỉ về một lòng sông một vũng lầy hoặc một eo biển con kênh nó nhỏ hơn con sông rất nhiều vậy dựa vào đoạn văn mà các em vừa theo dõi cô đọc cũng như theo dõi trong sách giáo khoa em hãy cho cô biết con kênh được quan sát vào những thời điểm nào trong ngày chúng ta cùng suy nghĩ câu hỏi này các em nhé đáp án của cô như sau con kênh được quan sát từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn các bạn có đáp án giống như của cô cô gửi lời khen đến tất cả các bạn đây là hình ảnh con kênh được tác giả quan sát vào lúc mặt trời mọc ke ạ. tiếp theo là hình ảnh con kênh được tác giả quan sát khi mặt trời đã lặn dựa vào đoạn văn em cho cô biết tác giả nhận ra đặc điểm của con kênh chủ yếu bằng giác quan nào Chúng mình cùng suy nghĩ câu hỏi này kem nhé. Em đã có câu trả lời chưa nào? Và sau đây là đáp án của cô. Tác giả quan sát bằng thị giác, thấy ánh nắng đổ lửa xuống mặt đất và thấy màu sắc biến đổi của con cây kem ạ. Tác giả còn quan sát bằng xúc giác. Nhà văn đã cảm thấy nắng nóng như đổ lửa. Như vậy Tất cả những bạn nào đã nhận ra được tác giả quan sát bằng thị giác và xúc giác là bạn đó rất là nhanh trí và các bạn đã có câu trả lời chính xác, kem nhé. Vậy cô đố các em, tác dụng của việc liên tưởng khi quan sát và miêu tả con kênh là gì? Kem hãy suy nghĩ và có câu trả lời cho cô nhé. Bây giờ cô mời các em cùng theo dõi đáp án của cô. Tác dụng của việc liên tưởng khi quan sát và miêu tả con kênh là những liên tưởng của tác giả làm cho người đọc hình dung được sự đặc sắc của con kênh vào những thời điểm mặt trời chiếu sáng, vào buổi sáng, trưa, chiều. Cô khen những bạn có câu trả lời nhanh và chính xác kem nhé. Như vậy, ở bài tập 1, kem đã tìm hiểu được cách quan sát, miêu tả cảnh sông nước của nhà văn vũ tú nam và nhà văn Đoàn giỏi để làm tốt được một bài văn với lời văn sinh động cô nghĩ kem cần quan sát kỹ cảnh sẽ tả theo từng thời điểm bằng sự cảm nhận của các giác quan cùng với sự liên tưởng thú vị để đưa vào bài của mình cô chắc chắn kem sẽ thành công trong bài viết của mình hơn bây giờ kem sẽ vận dụng những điều mình vừa tìm hiểu được để chúng ta lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh sông nước kem nhé Bài 2. Dựa vào kết quả quan sát của mình, em hãy lập dàn ý bài văn miêu tả một cảnh sông nước, một vùng biển, một dòng sông, một con suối hay một hồ nước. Trước khi làm bài tập 2, bây giờ cô muốn hỏi các em một số điều. Bài 2 yêu cầu em làm gì? Bài 2 yêu cầu các em dựa vào kết quả quan sát của mình, em hãy lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước vậy câu hỏi thứ hai của cô là em sẽ tả vùng biển dòng sông con suối hay là một hồ nước nào à các em sẽ tự trả lời cho câu hỏi này sau đó chúng ta quan sát và lập dàn ý cho bài văn miêu tả cảnh sông nước mà em vừa chọn bây giờ trước khi làm bài tập cô sẽ cho các em quan sát một số hình ảnh sau đây đây là cảnh biển kem mạng kèm lưu ý khi quan sát vùng biển chúng ta cần quan sát những nét đặc sắc của những con sóng xô vào bờ kem nhé. Còn đây là hình ảnh về một dòng sông. khi quan sát dòng sông các em lại cần chú ý quan sát mặt sông có thuyền bè qua lại và hai bên bờ sông có những cảnh vật những ngôi nhà kem ạ. Còn đây là hình ảnh về con suối. Khi quan sát dòng suối, chúng ta thấy được những dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống trên những gành đá. Hai bên thì có những lùm cây um tùm xanh mướt. Bây giờ các em hãy lựa chọn một cảnh sông nước mà các em yêu thích nhất để chúng ta lập dàn ý các em nhé. Trước khi các em lập dàn ý cho bài văn tả cảnh, cô sẽ nhắc lại cho các em cấu tạo của bài văn tả cảnh. Bài văn tả cảnh thường có 3 phần. Thứ nhất là mở bài, giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả. Phần thứ hai là thân bài, tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian. Và phần thứ ba là kết bài, nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ của người viết. Ngoài ra để giúp các em viết bài tốt hơn, cô có một số gợi ý cho các em như sau. Gợi ý. Em tả cảnh sông nước nào? Vùng biển, dòng sông, con suối hay là hồ nước? Gợi ý thứ hai. Tả từng phần của cảnh hay tả sự thay đổi của cảnh theo trình tự thời gian? Gợi ý thứ ba. Em định tả đặc điểm gì của cảnh? Quan sát bằng giác quan nào? Và gợi ý cuối cùng. Đặc điểm đó làm cho em liên tưởng đến điều gì? dựa vào cấu tạo của bài văn và các gợi ý cô đã đưa ra bây giờ chúng mình cùng lập dàn ý vào trong vở kem nhé sau khi làm bài xong kem hãy gửi về cho cô giáo của mình cô chúc kem làm bài thật tốt kem thân mến tiết tập làm văn ngày hôm nay đã giúp các em biết cách quan sát cũng như lập dàn ý cho bài văn tả cảnh sông nước và cô chúc các em sẽ làm bài thật tốt chúc các em có một ngày học lý thú và bổ ích các em sẽ chuẩn bị bài cho tiết học ngày hôm sau chào tạm biệt tất cả các em